trong công tác truyền giáo và xây dựng Hội Thánh Chúa tại Việt Nam, những nhà truyền giáo và các tín hữu đã phải chịu nhiều bắt bớ. Lắm người trong số đó đã ngã xuống vì đạo Tin Lành. Năm 1925, vì cớ rao giảng Tin Lành mà truyền đạo Phan Đình Liệu bị người Pháp bắt tại Quảng Nam, rồi lại bị giam ở Phan Rí. Đến năm 1928, ông lại bị người Pháp bắt hai lần tại Nha Trang và Nha Trang Thành. Sau hai tháng không xét xử, họ trục xuất ông về Quảng Nam. Trên đường vào Nam dự hội đồng, ông vẫn tiếp tục rao giảng Tin Lành, nên bị bắt và kết án 6 tháng tù khổ sai. Năm 1928, tại Quảng Ngãi, truyền đạo ông Văn Huyên và truyền đạo Đặng Ngọc Cầu ở tù 1 tháng rưỡi, phải nộp phạt mới được thả ra. Một số truyền đạo bị bắt và tống giam như vậy, còn tín hữu thì bị hăm dọa và buộc phải đốt bỏ kinh thánh. Trong thời gian Thế chiến thứ hai, hầu hết các giáo sĩ quyết định ở lại Việt Nam để hầu việc Chúa. Tháng 4 năm 1943, nhà chức trách Nhật ra lệnh tập trung và quản thúc tất cả các giáo sĩ tại trại giam Mỹ Tho. Từ tháng 3 năm 1945, khi Nhật lật đổ Pháp, các giáo sĩ bị ngược đãi và đánh đập tàn nhẫn. Trong khi hội thánh lâm cảnh khốn khổ, giáo sĩ Cartman nói: "Chúng tôi không thể bỏ mặc họ một mình. Chúng tôi quyết định ở lại với họ." Cuộc đời hy sinh tận hiến, không bỏ mặc bầy chiên, là tấm gương sáng chói cho tất cả những người hầu việc Chúa trong hội thánh. Nếu xưa kia, trong cuộc đời phục vụ Chúa, ông Phao-lô từng bị lao tù, đánh đập, ném đá, đối diện với biết bao hiểm nguy, thì các giáo sĩ, mục sư, truyền đạo và tín hữu Tin Lành trong từng giai đoạn của lịch sử cũng nhờ quyền năng của Chúa mà chịu khổ vì Tin Lành. Tiếp bước những anh hùng đức tin trong Hebrews chương 11 là những người mà, qua đấng cứu thế, đã được ban ơn không phải chỉ để tin Ngài mà thôi, nhưng còn được chịu khổ vì Ngài nữa. Tôi là người chăn bầy, họ là những con chiên mà Chúa đã giao cho tôi. Tôi nỡ lòng nào mà bỏ họ đi để tìm sự sống cho riêng mình, cho vợ con mình. Giê-xu phán: "Đây là sự thật, nếu hạt lúa kia không được gieo trồng vào lòng đất và chết đi, nó chỉ là một hạt giống lẻ loi, nhưng nếu chết đi, nó sinh sôi nảy nở rất nhiều."